Ok, bạn Tuấn Vũ có hỏi là anh Thao ơi, trước em mua đôi chim của anh về, em làm lồng 1,2 m, 1,2 m, 1,2 m. Làm giờ em đang thả một con chim cái vào nữa thì có ảnh hưởng tới đôi kia không? Nó đôi kia nó đã vào đôi rồi thì nó không không vấn đề gì cả, nhưng tất nhiên là nếu bạn xác định nuôi sinh sản là bạn phải nuôi đôi nào vào đôi đấy. Ừ. Đây là cái lúc mà mình đang cho cái bọn chim này là mình bón để cho nó biết ăn đấy. Nếu các bạn tập thì nên để vào khay như thế này, nó sẽ theo tập tính bầy đàn nó sẽ ăn. Và nên nhớ là nó chưa biết tìm nước uống thì các bạn phải cho nó uống nước. Cái giai đoạn này là các bạn nên để nước vào những cái khay đá. Khay đá thì nó sẽ biết uống. Chào các bạn nha. Chào Long Nguyễn, chào anh em. Cảm ơn các bạn đã like và comment. Em ở Bến Tre miền Tây. Chào anh, ok. Đây là cái lúc mình tập cho nó tự mổ mà. Tập mổ này các bạn nên để cả lúa cả cám như thế này. Đấy, nhìn nó mổ nó rất là vụng về. Nhưng thực tế là nó sẽ học nhau. Con chị nó sẽ dạy con em. Càng đông càng ấm áp và càng nhanh biết ăn. Nhưng nếu các bạn muốn thuần thì các bạn biết ăn, các bạn cho nó biết mổ, nhưng mà các bạn sẽ vừa bón cho nó lại vừa cho để nó tự ăn, cho dần dần nó sẽ đấy, nó sẽ thuần để gần người.
Nước ấy. Nước ấy. Số các bác cũng nuôi bón như thế này nhưng mà các bác gặp phải vấn đề là nó bị chướng diều hoặc là bị cù dù nó chết. Nếu các bác mà gặp vấn đề đấy các bác phải xem xét nhiều vấn đề lắm, xem cám rồi có thuốc chưa rồi cách bón như thế nào. Nếu mà các bác nào cấp chết quá thì gọi cho mình, số là 0335305982. Đây là cái buổi đầu tiên sau khi mình bón được khoảng 15 ngày mình cho ra đây để cho nó tự mổ. Chim thì rất là thuần rồi, chim thuần đến mức độ đưa tay vào nó phải nhau rồi. Hít sáng, hít gió, hít sáo để cho nó tạo thành một âm thanh quen thuộc. Đấy. Rất là thích đúng không? Chúng ta nuôi con chim mà chúng ta bón được từ lúc nhỏ này, sau này nó rất là thuần. Nó sẽ lên chim khách và nếu có nuôi sinh sản nó rất là ok luôn. Các bạn nên chịu khó mất khoảng 1 tháng.
Cho như này sau khi 1 tuần nữa nó đã biết ăn thảo thì các bạn nên tẩy giun cho nó. Quý vị các bạn mọi thắc mắc về chu trên khu gáy các bạn có thể liên hệ 033 5305 982 hoặc là 0989 177 982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy kênh bổ ích thì hãy đăng ký để tiếp tục đón nhận những video mới nhất. Ở những video sau mình sẽ chia sẻ sâu hơn về những cái vấn đề khác về chim khu gáy. Cảm ơn các bạn.
này là con cực thuần luôn. Con này ở, ở miền Bắc thì nó gọi là đánh đấy, nó gọi là đánh đánh giật thì nó là con mồi đất, nhưng mà nó là con mồi dụ để bọn kia xà vào trong cái vùng chết. Cảm ơn các bạn nhé, rất nhiều những bàn tay thân thiện, rất nhiều những trái tim hồng. Từ sao từ cái chiều cu tơi đà bể nước lời du của bầm vui chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, ân giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chày tứ quý và phân bò sữa ủ mẹ.